đắt quá. 5 tỷ thôi. Thế mình có giá nha. Mình có giá đi à? 5 tỷ thôi. Cảm ơn nha. Cho em luôn. Được, mình nguyện cái thân thể này mình trao thân luôn. 5 tỷ là cao đấy. 5 tỷ là cao à? Ừ, mình là có giá đâu cả. Mình tầm được 1 tầm được tỷ thôi. 1 tỷ à? Nhưng mà 1 tỷ thì là ế quá. 10 tỷ là nhiều nhỉ. 1 tỷ thì bây giờ mình cho mình bắt cóc đi ra Trung Quốc bán cũng được hơn 1 tỷ. Thôi. Thì phải bán 5 tỷ. Ờ, riêng hai thần với là đó, tim tình các kiểu là mấy tỷ đấy. Đấy đấy. Nói đúng. Vô giá. Có khẩu trang không lẻ á? Khẩu trang là ngày mai nha, trưa ngày mai nha mọi người ơi. Trưa ngày mai sẽ bán khẩu trang nha. Em có 4 tỷ rưỡi. Anh Linh thì đầu tiên là có hai có 4 tỷ rồi. Mình cũng thấy quên mình có 4 tỷ rồi mà. Anh Linh á, anh Linh chắc tầm 500 triệu thôi. Linh là vô giá. Hai bên Ngọc Rồng đã 4 tỷ rồi, 4 tỷ rưỡi rồi đúng rồi. Trưa mấy giờ à? Trưa 11 giờ. 11 giờ cho đến 1 giờ. Không uống đâu, uống đây không ngủ được. Yeah. Bông thể trang trưa mai luôn. Tôi uống cái nào đấy? Bông thể trang trưa mai luôn. À tôi uống dưa hấu đúng không? Cô giáo thì ở nhà chứ mọi người. Cô giáo ở nhà. Lên lốt mấy màu à? Có cái áo mà. Áo gì? Đây này. Anh đẹp này. Chưa chốt à? Ừ. Ừ, cho cái họa tiết monogram nó nhỏ hơn một chút nữa nhỉ. Nó hơi to. Mọi người muốn thấy không xéo? Ờ, mặc cho mọi người xem. Bởi vì là phải hỏi ý kiến của mọi người chứ. Không là... Đúng không mọi người? Phải hỏi ý kiến chứ. Xem ok hay không? Ông Hoàng lông nách cũng nhiều nhỉ. Ui, nhưng mà mình hỏi thẳng nha. Dùng Stop Direct mà lông nách nhiều thì nó có sao không? Nó có bị ướt cả lông nách không? Con trai nó lấy ngay có lông nách ấy. Nhưng mà nó có bị ướt không? Ồ, áo này đẹp này. Ờ, áo đẹp này. Đẹp không mọi người? Trời, nhưng mà ái á thì tất nhiên là hoàng ái rồi. Làm sơ mi cộc tay nữa. Sẽ có sơ mi nha mọi người ơi. Sẽ có thêm cả sơ mi nữa. Áo anh Hoàng mặc phía sau cái gì đó? À, nó sẽ khô à? Nó sẽ khô đi à? Đây. Nhưng mà cái này... Ờ, nhưng mà áo này đẹp, đẹp nhưng mà sẽ cho cái họa tiết monogram này nó nhỏ đi. Cái hình thoi này sẽ nhỏ đi, bé lại. Làm cả xếp, làm xếp là cả quần. Có quần sock. Sao sẽ có cả quần sock, kaki các kiểu nha mọi người. Có là quần hộp, quần gì? Trưa mai có áo không? Trưa mai có áo, có quần có áo nhưng mà không có mấy cái áo này. Áo này thì cuối tháng này mới bán cơ mọi người ạ. Cuối tháng này mới bán. Sơ mi là cũng cho bán. Sơ mi hả? Chốt luôn 5 chiếc. Thề luôn nhá. Đâu. Chụp ảnh màn hình lại anh Hùng. 126. Anh Nguyễn Hùng 126 chụp ảnh màn hình lại. Lưu lại cái link. Ok. Đây, chụp lại rồi. Nguyễn Hùng 126. Tí vào follow nhau luôn nhá. Mua 5 chiếc. Đây follow luôn. Đâu rồi? Nguyễn Hùng 126 follow anh luôn. Anh là người được chọn. Anh là người được chọn rồi. Được chọn được chọn rồi. Follow luôn. Bạn bè luôn rồi nha. Đấy. Mua 5 chiếc đấy. Thôi thì mình. Ok. Mà lê là nhớ dai. Em nhớ dai lắm. Họa tiết monogram này thường nó có một bộ cả quần nữa. Cả quần cả áo. Giống như cái quần sock. Quần sock ấy. Đẹp lắm. Cái chữ này là ghi thêm một chữ trang với bà cũng được. Giá đợt này của Quang Lee Store sẽ là đầu 3. Đầu 3 nha mọi người. Và sẽ số lượng ít. Số lượng ít. Số lượng ít nha. Đầu mùa bè sao đấy. Đấy à. Có áo chống nắng không? Có. Cả hai cái đều hình lôi mà. Đấy là mấy cái hình thiết kế ta đâu. Bộ chưa tập lôi đâu. Chưa ra. Đây cái bộ bên là bộ áo này. Học chưa xong các bộ. Em và... áo chống nắng có. Áo chống nắng sẽ như cái áo chống nắng mà Linh hay mặc đấy mọi người. Được. Không. Ôi chà, cũng được. Ông Hoàng, đáng ông Hoàng mặc vẫn dễ nhỉ. Đấy, hình sau vậy. Ừ, quần kaki sock thì siêu đẹp luôn. Đấy, lôi đây mọi người. Nè, lôi của mọi người đi nha. Sao đẹp mà. Đẹp. Đáng yêu ấy. Đáng yêu. Kiểu hình khủng long. Đấy, cái ống tay của nó là giờ kiểu khác. Là nó hơi dài một tí. Đây là form khác mà. Form phải form khác. Sách, cực kỳ đẹp luôn. Form phải form khác. Mà lại quần bò cũng được này. Nữ mặc nhiều. Nào đây mà được. Này. Đấy, Hoàng quay lại. Hoàng gì?
Không, mình có bán hàng cho nơi khác đâu. Cái này là của Quang Linh Store mà mọi người. Store đấy. Đang là sản phẩm sắp ra. Sao giờ sao giờ chỉ lại bán hàng cho nơi khác? Không phải là nơi khác mà là bán cho nhiều brand khác. Không, nhưng mà không liên quan đến nhưng quần áo các kiểu. Cổ hơi nhỏ. Ờ, cái cổ hơi nhỏ. Cổ hơi nhỏ đúng không? Cổ hơi nhỏ nhỉ. Rồi mới để ý. Đúng không? Cái này là form thôi, là mẫu thôi. Mẫu thôi, cái này là mẫu thôi, chưa chốt. Test lên cho mọi người xem để mọi người. Hình in cái thứ thôi. Cổ vậy là đẹp à? Cổ thấp như cổ à? Cũ đẹp hơn. Nó to một tí đúng không? Không, chắc là sẽ làm về cái giống các áo form bình thường thôi, hình kia là được. Hình như còn thế. Còn đây là các cái mẫu người ta cổ hơi cao. Em thích cổ này à? Cổ này. Nhưng cổ mà sợ là mùa hè là sẽ nóng. Đúng rồi, sợ hè nóng. Bọn mình sẽ đối nghiệp, bọn mình sẽ đủ sửa lại. Nhưng mà form là vẫn form này. Vẫn là màu này thôi. Cái này cute ấy. Ừ. Cổ cao kén mặt à? Đây, có cái này, cái này nữa này. Cái này em thử đúng. Ở sản xuất chân váy đi, nhưng mà mình chả bao giờ mặc chân váy. Bây giờ không mặc chân váy và đi like chân váy thì nó cũng hơi kỳ à. Thế để mặc cho. À, Nam Hoàng với Quế Anh mặc. Nhỏ. Quế Anh mặc váy bao giờ? Có. Có à? Ừ. Hôm quay video bắt anh mặc ba cái váy. Thế à? Ừ. Quế Anh mặc. Đấy. Lôi. Váy kiểu nhìn xa thì rõ hình lôi. Nhìn xa sẽ nhìn xa nhìn, thì sẽ rõ sẽ rõ. Đấy, người nhìn này này, đấy. Đây. Đấy, này đẹp này, áo này đẹp nè. Ôi trời. Thế thì không, tôi lúc nào tôi chuẩn bị ra mẫu tôi đưa lên trên like là mọi người ai cũng khen đẹp hết, nhưng mà khi tôi bán thì chả có ai mua. Không hiểu sao. Tức là đây có 2000 người. Đấy, mọi người thích cái cổ này không? Mọi người thích cái cổ không? Mọi người thích cái cổ như thế này không? Thích cái form này không? Thích cái form như này không? Form dáng unisex này không? Dáng unisex. Đấy, dáng kiểu cái tay lưng, đúng rồi. Cái này gọi là tay lưng. Ê, quên mất rồi. Không ra màu baby tee, baby tee basic nhỉ? Baby tee basic á? Ừ, baby tee basic. Cổ rộng hơn đi à? Form thì ok. Chắc là sẽ rộng một tí, nhưng mà kiểu cái form cái tay lưng ấy với cái form này. Cổ cao hơi nóng nhỉ? Mình sẽ kiểu làm theo kiểu này luôn. Cổ cao hơi nóng mọi người nhỉ? Là Hoàng đứng từ xa xa một chút nữa. Có áo hoa hướng dương sẽ có, nhưng mà chỉ có 200 chiếc thôi mọi người. Đây. 200 chiếc thôi. Đấy. Đây cho mọi người xem cái áo hoa hướng dương hoa hành. Cổ hơi nhỏ. Hoa hành nữa. Cổ hơi cao à? Cổ cao có mà. Đúng rồi, mình cũng không thích mặc áo cổ cao, nó thẳng như thế. Không, nhưng mà nhiều brand nhỉ, nhiều brand là người ta thích kiểu nhưng này. Nhưng mà nó hot như thế, nhưng mà chẳng qua là mình thích thoải mái ấy, mình thích cái cổ tầm vừa như này thôi này. Đây, bản hoa hành. Bạn của Hồng Dương. Ui, đẹp vậy. Đây, đây là phiên bản hoa hành. Đâu hoa trên Quang Linh Farm. Giống như hoa ở trên Quang Linh Farm, đây. Bản bè của hoa hướng dương. Đây mọi người. Đây. Mọi người có đẹp thấy nhỉ? Đó không nhỉ? Đẹp không mọi người? Quá đẹp luôn. Đây. Thật sự với con áo này. Nó đẹp. Đẹp. Cái này lấy ra là từ năm ngoái đó rồi. Nhưng mà giữ lại để năm nay. Giữ lại hoàng giữ lại. Nói chung là hoa hướng dương thì năm nay chỉ ra thêm tầm 200 chiếc. 100 đến 200 chiếc thôi. Năm ngoái là bán 3 lần, mỗi lần 5 chiếc. Năm ngoái là cứ ra liên tục, hết là ra, hết là ra. Cái này thì kiểu bình thường quá. Đúng rồi, thiết kế càng basic càng đẹp. Và bây giờ bọn mình thì basic, cứ theo basic mà làm thôi. Càng... Nhưng mà mình thích nhất là cái màu bolo. Bolo đẹp. Bolo cái vải đẹp mọi người. Và sau sẽ cho bolo mà xét khóa lên khóa xuống. Đây như này cái này. Túi đây. Cái túi đó, phối màu túi. Các kiểu đó. Phối màu đây sọc nữa. Bolo đẹp. Bolo sọc. Bolo chất vải đẹp lắm. Nhìn mọi người nhìn này, bolo chất vải đẹp. Siêu đẹp luôn. Đây là logo. Logo thì mình thích tệp vào vải, màu tệp vào vải luôn, chứ không nó không nổi lên. Mọi người có thể size S thì nữ có thể mặc, để mọi người có thể mua cho chồng. Bolo dáng rồng, bolo này là dáng rồng chứ không phải là dáng ôm. Fit, giờ là không phải là fit vào. Giờ là không fit nữa. Xuông, đẹp lắm.
hoa hành có XS. Có sẽ có XS, sẽ có giống như hoa hướng dương. Cái này là mấy cái màu này là cuối tháng 3 sẽ ra mắt mọi người ạ. Lao sao làm quần sóc kaki đó. Cái monogram này làm cái quần đẹp ấy. Quần đẹp. Thêm nó có một bộ cả quần cả áo. Em muốn quần sóc màu này đẹp này. Lê cho mình hỏi gì đây? Lê cho mình hỏi cái áo khoác lúc anh Tiến mặc lúc chỗ Hải Dâu là anh Tiến mang size M hay size... Anh Tiến nào ta? Chờ mọi người hỏi. Áo khoác chai ta đi á. Chai bê bà. Anh Tiến mặc cái áo chai bê bà. Áo cardigan hay là áo khoác chai bê bà mọi người? À anh Tiến Nguyễn. Anh Tiến Nguyễn mặc cái gì ta? Áo bông basic à? Bông basic. Basic. Đúng. Hả? Anh Tiến mặc size M. Giống nhà ứng. Này, không không xong như là kiểu này này. Khóa không đẹp à? Được. Áo khóa không đẹp à? Không. Mùa hè. Khóa đẹp lắm. Cái áo khóa bolo đẹp lắm mọi người. Khi nào đưa lên cho mọi người xem đẹp lắm. Nhờ, yeah. Mình khóa nó xịn lắm. Nó không hở khóa ra nhiều đâu. Nó có một cái nói chung đường may nó che bớt đi cái khóa. Nó đẹp lắm. Nói chung là nó rất là đẹp. Quê lắm rồi. Bô lô khóa đẹp lắm. Thề luôn mọi người, đẹp lắm. Các thương hiệu nổi tiếng khác làm khóa nhiều lắm. Đẹp, đẹp. Khóa hình như có nhiều kiểu hay sao ấy. Biến từ một áo hoa hành. Đẹp lắm, khi nào mình đưa cho mọi người xem. Khi nào đẹp. Mình mặc cái này chụp lên cho mọi người sẽ xem, mọi người so sánh. Mọi người có vẻ không thích khóa nhỉ? Cúc mọi người thích cúc hơn. À, tức là kiểu cái xe kia là kém người mua. Kém người mua. À. Cái cúc kia là kiểu cơ bản thôi. Mà thấy ít người mặc cái kiểu khóa đấy. Thế á? Ra ngoài đường ít người chỉ muốn đôi. Ít, thôi. Hiếm. Nói chung là mình hiếm thấy. Ít người mặc. Hiếm. Ít người mặc. Thôi mình cứ đầu tiên là mình cứ theo cái khóa, cái cúc đó. Basic đó. Basic cái cúc đó. Cúc thì là phổ thông đó, là cơ bản nhất. Khóa cũng không ít người mặc thật. Quá thì sau này mà thấy mẹ được tìm cho bạn. Mẹ ơi đây là ấy của mẹ. Mẹ đang phải làm như thế. Nếu khóa thì phải làm chất xịn thì chất xịn đẹp lắm. Ai cũng có chút tí. Thì chất xịn đấy chứ ai chất đều đâu. Chất xịn đấy mọi người đẹp lắm. Để sao bị nha. Ui chết rồi, hết rồi. Hết pin rồi mọi người ơi. Thôi, tôi tắt đi. Hẹn mọi người vào trưa ngày mai vào lúc 11 giờ trưa ngày mai nha mọi người. Sản phẩm mới lên bóng bàn thì mấy khách lại ạ. Thì đây là đang gọi là thảo luận đấy cho mấy khán giả đây gì đấy. Là sao? Tức là ra trước khi ra sản phẩm mới thì là như kiểu là có trao đổi với cả khán giả trước. À đấy, đây em đang nói đấy, em đã sản xuất ra số lượng nhiều đâu, đấy. Tức là đây là mẫu mã. Đây mọi người, đây là đang làm mẫu. Đây là mẫu để xem mọi người có thích hay không. Đây là tức là mẫu này gọi là thử. Mẫu và bọn qua vòng 2 rồi và sẽ đưa sang đó. Angola để qua vòng 3 Linh Mạc nữa. Linh Mạc thích nữa thì mới sản xuất, chứ cái này chưa ra, chưa sản xuất. Cái này nếu như mà chuyển... tháng 3 này. 16 này đi sang anh Giáp đưa sang Angola nếu đúng như mà đó. Linh ok, Linh duyệt thì cuối tháng 3 này sẽ bán mọi người ạ. Chưa gọi là sao ta? Chưa làm số lượng lớn. Đấy. Xem mọi người yên tâm, khi nào mà ra cái gì là mình toàn lên live mình hỏi ý kiến của mọi người. Ui. Thôi. Yeah. Đây. Nhớ là ok làm form nhỏ. Ok ok đúng mọi là, người. Chắc chắn là có size S cho mọi người. Chắc chắn. Đây ba màu xinh lắm, ba màu đều rất là xinh. Nói chung là mình sẽ bra xin cả ba màu này luôn, rất là đẹp. Mình mặc ngoài ông Hoàng này. Đây bố quý là thích nhất là màu này. Áo này mặc mát nha, nhìn gì đấy mặc mát. Ui cái này á, cái này sau mà mình có store các kiểu ấy, mọi người ra mọi người sờ cả chất vải nữa ấy. Bán lắm, thích lắm. Nói chung là bán trên live này nó không 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 thể nào mà diễn tả được cái đồ mà chất vải như thế nào ấy. Đây không diễn tả được cái thử nào. Phải sờ, phải cảm nhận, phải thay đồ vào cái phòng room ấy. Vải đẹp lắm. Đây chịu mà ông còn xếp quá. Thôi bye bye mọi người nha, hẹn mọi người vào À bên con link mọi người mua chất vải thì mọi người biết rồi. Chất vải gì xịn thôi, đẹp thôi.
làm form nhỏ hơn xíu ạ. À, khó có, sẽ có mà size XS. Còn mà size S và size M, size L, size XL thì con trai các kiểu gì mặc ok rồi. Dáng dấp mặc ok hết rồi. Sơ mi mà tầm tầm kia vì đẹp làm form, làm form như Quilo là đẹp nhất. Hai cái quần, hai cái quần Juni Quilo của tôi bây giờ là đi làm mẫu hết rồi. Làm form như thế mà mọi người, nói chung là bọn mình nghiên cứu các kiểu nữa thì mới làm ra một cái form cho mọi người mặc, chứ không phải là lấy kiểu số liều linh ta linh tinh đâu. Phù hợp với người Việt Nam. Vải hơi dài à? Vài hơi dài ấy, vài bolo hơi dài á. Vừa mềm. Vừa đấy, mềm lắm, nó mềm lắm. Đúng rồi. Cái này không phải là ăn cắp ý tưởng hay gì hết, mà những cái hàng nó lớn, nó to, nó đã nghiên cứu bao nhiêu năm nay rồi thì bây giờ là mình là thừa hưởng lại cái form của người ta một chút xíu. Còn mẫu má thiết kế thì mình tự thiết kế, còn cái form ấy người ta đã bao nhiêu đổ ra, bao nhiêu công sức đổ ra, bao nhiêu chất xám để mà nghiên cứu rồi. Thế là bây giờ mình kiểu thừa hưởng lại một chút xíu cái form. Cái vị trí logo cũng thế, mình phải tham khảo hết. Đúng rồi, cái vị trí logo cũng thế. Cái logo mặc dù là logo khác, nhưng mà cái vị trí người ta để đâu thì mình bây giờ mình vẫn để đấy, mình học hỏi. Tất cả hãng gần như là đều đúng cái vị trí. Đúng rồi, tất cả các hãng luôn, hãng nào cũng thế. Đúng vị trí đó. Ờ, hãng nào mà có bolo mà có logo ấy là đúng cái vị trí đấy luôn. Đấy, là như thế. Đúng theo phong cách của Linh nha, lẻ đấy là basic ấy. Linh thích mặc basic, bây giờ theo phong cách của Linh là basic. Thôi bye bye mọi người, hẹn mọi người vào ngày mai nha.